Nghệ sĩ Diệu Hương được một đối tượng hướng dẫn xin dấu tích xanh trên Facebook. Sau khi đã hoàn thành, chị bị một đối tượng khác kết bạn qua Zalo và hướng dẫn để hoàn thiện những bước cuối. Hắn hướng dẫn chị chỉ cần chụp ảnh chứng minh thư rồi gửi cho anh ta, đồng thời cho anh ta quyền điều hành trang Facebook để tiện hoàn thiện các thủ tục. Dù không quen biết, nhưng nghệ sĩ Diệu Hương vẫn tin tưởng vì hắn gửi kèm nhiều hình ảnh bạn bè, nhiều chứng minh thư bạn bè người quen của chị. Một lúc sau, chị phát hiện mình đã bị mất trang Facebook có hơn 10.000 khán giả theo dõi. Từ đó, kẻ gian liên tục vay mượn tiền hầu hết danh sách bạn bè trong Facebook của chị. Có một cái đối tượng là nó lập một cái Zalo. Đấy nhé, Zalo, và lấy hình ảnh đại diện của cái bạn mà giúp Hương làm tích xanh ấy. Lấy cái hình ảnh đại diện và cũng là lấy cái tên đấy luôn. Thì vào thì mới nói là chị ơi, đợt này á, là Facebook là những người mà vừa lên cái tích xanh chính chủ đấy thì họ đang muốn chạy lại cái chương trình của Facebook, thì chị có thể gửi cho em cái chứng minh nhân dân và một đoạn clip quay của chị, thì chị giới thiệu về là chị tôi là tên nọ tên kia và ngày tháng năm sinh như thế, hiện tại tôi đang là ở địa chỉ này, và cho trong vòng là 30 giây để gửi cho em để em chạy lại, thì trong 2 phút là xong thôi. Thì trong 2 phút là Hương đã mất luôn cái tiềm tầm kiểm soát của mình Facebook luôn, và lúc đấy là đối tượng đã chiếm trọn. Hiện nay, lợi dụng sơ hở của người dùng để chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội Facebook không còn là câu chuyện mới. Hiện nay có 2 chế tài xử lý tội phạm lừa đảo trên mạng xã hội. Thứ nhất là xử lý hành chính và thứ hai là xử lý hình sự. Mức phạt cao nhất cho tội lừa đảo trên mạng xã hội là tù chung thân. Nhưng trên thực tế, để xử lý các vụ lừa đảo trên không gian mạng gặp rất nhiều khó khăn. Tội phạm trong nước xử lý đã khó, tội phạm xuyên quốc gia còn khó hơn gấp nhiều lần. Tội phạm bình thường thì việc thu thập và xác lập chứng cứ thì có thể nói mặc dù cũng rất là khó khăn, nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta vẫn còn có nhiều cái điều kiện và có cái việc đào tạo cán bộ, công an, kiểm sát và tòa án tương đối là kỹ càng để chúng ta làm công tác này. Nhưng đối với những tội phạm mới mà chúng ta gọi là tội phạm phi truyền thống ấy, thì cái chứng cứ phần lớn là chứng cứ điện tử, việc thu thập và xác lập chứng cứ điện tử rất là khó khăn. Trong quá trình mở cửa đổi mới, hội nhập quốc tế, tội phạm phi truyền thống đã nảy sinh, phát triển dưới tác động của các tội phạm tham nhũng, buôn lậu, trốn thuế và gian lận thương mại. Các đối tượng phạm tội thường tạo sự thông đồng giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước dưới sự tiếp tay của một bộ phận cán bộ thoái hóa, biến chất trong bộ máy nhà nước để vi phạm. Đây chính là yếu tố gây rất nhiều khó khăn cho công tác phòng chống tội phạm phi truyền thống hiện nay. Đấu tranh phòng chống cái tội phạm phi truyền thống ấy, nó cũng có khó khăn nhưng nó cũng có những cái thuận lợi. Là nếu như tội phạm truyền thống ấy, thì chúng ta cơ quan điều tra là rất là khó đi ra khỏi biên giới quốc gia để đi điều tra tội phạm ở nước khác. Nhưng đối với tội phạm phi truyền thống thì cơ quan điều tra, cán bộ điều tra có thể ngồi ngay ở Việt Nam, chúng ta có thể điều tra ở trên mạng khắp thế giới. Và để làm được cái đó thì chúng ta phải đào tạo cán bộ và có những trang thiết bị rất là tốt. Thế thì đây cũng là có lẽ là 2 cái vấn đề rất là lớn mà chúng ta phải đầu tư, đặc biệt là trong những cái cải cách cơ quan điều tra, cải cách về tư pháp trong thời gian tới. Đây có thể là những tội phạm mới hoặc những tội phạm cũ, nhưng thủ đoạn mới diễn ra trong điều kiện cuộc cách mạng khoa học công nghệ đang diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Song cũng chính những thành tựu khoa học công nghệ này đang bị bọn tội phạm lợi dụng, gây ra những hậu quả khôn lường.